với tổng kim ngạch xuất nhập khẩu đạt 119,3 tỷ USD vào năm 2022. Trong đó, kim ngạch nhập siêu đạt 60,9 tỷ USD, tăng 11,5% so với năm 2021. Trung Quốc chính là thị trường nhập khẩu lớn nhất của Việt Nam. Vậy nên hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu và phân tích rõ hơn về nghiệp vụ khai báo hải quan qua đơn hàng nhập khẩu mặt hàng sợi bông gốm từ Trung Quốc của công ty trách nhiệm hữu hạn Vĩnh Hưng Vĩnh Phúc nhé. Đầu tiên, về bối cảnh thực hiện khai báo hải quan của lô hàng này. Lô hàng cập bến ở cảng Nam Đình Vũ, Hải Phòng, Việt Nam vào ngày 10 tháng 2 năm 2023 và được tiến hành khai báo hải quan vào 14 giờ 10 phút 44 giây ngay trong ngày hôm đó. Đây là thời điểm mà Tổng cục Hải quan vừa mới đưa ra công văn 315 ngày 18 tháng 1 năm 2023 để hướng dẫn các doanh nghiệp về việc áp mã HS code và việc thực hiện thông tư số 31 ngày 8 tháng 6 năm 2022 cùng các nghị định biểu thuế. Trước đó không lâu, vào ngày 8 tháng 1 năm 2023, chính quyền Trung Quốc đã chính thức mở cửa biên giới và dỡ bỏ hoàn toàn các biện pháp cách ly phòng dịch COVID-19. Việc nền kinh tế lớn thứ hai thế giới tiến tới mở cửa hậu đại dịch mở ra cơ hội phục hồi cho một số nhóm ngành, lĩnh vực của Việt Nam nói riêng và giảm đứt gãy chuỗi cung ứng toàn cầu, tắc nghẽn hàng hóa tại các cảng biển cho toàn thế giới nói chung. Từ đó, việc thông quan vận chuyển hàng hóa sẽ được diễn ra nhanh chóng và dễ dàng hơn để thuận lợi duy trì sự ổn định mối quan hệ thương mại giữa các nước trong khu vực. Ngay từ lần khai báo đầu tiên, tờ khai của doanh nghiệp đã đạt đúng, đủ yêu cầu, do đó không cần tiến hành khai báo sửa đổi bổ sung. Đơn vị chi cục hải quan cũng đã hoàn thành kiểm tra hồ sơ cho lô hàng vào 17 giờ 30 phút ngày 10 tháng 2 năm 2023 và cấp phép cho lô hàng vào 9 giờ 44 phút 31 giây sáng ngày hôm sau, tức ngày 11 tháng 2 năm 2023. Quá trình tiến hành kiểm tra chứng từ và xét thông quan cho lô hàng này diễn ra khá nhanh chóng và thuận lợi vì doanh nghiệp cũng đã tiến hành chuẩn bị hồ sơ đầy đủ và quá trình khai báo đều được thực hiện rất cẩn thận và chính xác. Tên cơ quan hải quan tiếp nhận tờ khai: Chi cục hải quan cửa khẩu cảng Đình Vũ, Hải Phòng. Mã chi cục hải quan: CDINHVUHP. Cảng xếp hàng là Trinh Đao, Trung Quốc. Cảng dỡ hàng là cảng Nam Đình Vũ, Hải Phòng, Việt Nam. Và hàng hóa được lưu kho tại cảng Nam Đình Vũ. Mã địa điểm 03CES11. Để đơn giản và thuận lợi cho doanh nghiệp, thì tàu cập cảng nào sẽ khai báo hải quan tại chi cục hải quan gần đó nhất. Ngoài ra, các lô hàng trước đây của doanh nghiệp đều được tiến hành khai báo ở chi cục hải quan này, nên doanh nghiệp đã quen thuộc với các thủ tục làm việc, cũng như địa điểm, đường đi tới chi cục hải quan. Trong quá trình làm thủ tục cho việc khai báo hải quan, doanh nghiệp đã nhận được rất nhiều sự hướng dẫn và hỗ trợ từ các cán bộ của chi cục hải quan cửa khẩu Đình Vũ. Nhờ đó mà quá trình khai báo hải quan của doanh nghiệp diễn ra nhanh chóng, chính xác và thuận lợi. Việt Nam và Trung Quốc đã ký kết nhiều hiệp định thương mại tự do, FTA nhằm thúc đẩy mối quan hệ thương mại giữa hai quốc gia. Sau đây là một số hiệp định chính. Thứ nhất là Hiệp định Thương mại tự do ASEAN-Trung Quốc, ACFTA hay còn gọi là Hiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN-Trung Quốc được ký kết ngày 29 tháng 11 năm 2004 tại Lào. Hiệp định ACFTA với mục tiêu hướng tới tăng cường các quan hệ kinh tế chặt chẽ hơn trong thế kỷ 21, giảm thiểu các rào cản thương mại và làm sâu sắc hơn mối liên kết kinh tế giữa các quốc gia khu vực ASEAN và Trung Quốc. Thứ hai là Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện khu vực ACEF, chính thức có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2022 với 6 nước ASEAN, Brunei, Campuchia, Lào, Singapore, Thái Lan, Việt Nam và 4 nước đối tác là Trung Quốc, Nhật Bản, Australia và New Zealand. Tuy nhiên, hiệp định này chỉ tạo thuận lợi về mặt chính sách, doanh nghiệp không được hưởng ưu đãi đặc biệt đối với các mặt hàng nhập khẩu. Khi ACEF có hiệu lực sẽ tạo ra các ưu đãi thuế quan nhiều nhất cho hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam và các thành viên khi được áp dụng quy tắc xuất xứ nội khối. Đây cũng chính là điểm khác biệt lớn nhất của hiệp định ACEF so với các hiệp định khác mà Việt Nam đã ký kết. Lợi ích của ACEF chủ yếu là sự hài hòa các quy tắc về xuất xứ và thuế quan. Vì vậy, để tận dụng được, doanh nghiệp phải chủ động tìm hiểu để đáp ứng quy tắc xuất xứ cho tốt nhất. Tuy nhiên, với các mặt hàng nhập khẩu dưới mức thuế ưu đãi đặc biệt không có sự khác nhau lớn, vì mặt hàng này chịu 10% thuế VAT. Tiếp theo, chúng tôi sẽ phân tích mối quan hệ giữa bên mua và bên bán lô hàng này được ký kết giữa bên nhập khẩu là công ty trách nhiệm hữu hạn Vĩnh Hưng, Vĩnh Phúc, Việt Nam và bên xuất khẩu là công ty Luoyang Energy Saving Materials Company Limited thuộc Jibo, Shandong, Trung Quốc theo điều kiện Ship Incoterm 2020 cảng Hải Phòng. Về mối quan hệ giữa hai bên, Luoyang đã tiến hành ký kết giấy chứng nhận đại lý chính thức về mặt hàng ceramic trên Việt Nam dành cho công ty trách nhiệm hữu hạn Vĩnh Hưng, Vĩnh Phúc từ 1 tháng 1 năm 2021. Về phía nhà nhập khẩu, được thành lập vào tháng 8 năm 2018, công ty trách nhiệm hữu hạn Vĩnh Hưng Vĩnh Phúc với quy mô nhân sự 25 người đang hoạt động trong lĩnh vực cung cấp các máy móc và hệ thống, dây chuyền thiết bị công nghiệp sản xuất gạch, phụ tùng đường nước, vật liệu chịu lửa, vật liệu cách nhiệt, vật liệu bảo ôn. Trong suốt 5 năm hoạt động, công ty Vĩnh Hưng Vĩnh Phúc luôn chấp hành mọi thủ tục và quy định của cơ quan hải quan nên chưa có vết hay gian lận trong quá trình khai báo hải quan. Chỉ có duy nhất một lần vào năm 2019, doanh nghiệp tiến hành nhập một lô hàng, tờ khai được phân luồng vàng và đã được thông quan. Tuy nhiên, sau khi cơ quan hải quan kiểm tra sau thông quan có phát hiện ra mã HS code của hàng hóa doanh nghiệp áp vào là chưa phù hợp nhưng đã khai đúng tên hàng và mô tả hàng hóa. Do lần đó, doanh nghiệp chưa nắm rõ và mới nhập hàng lần đầu nên không có kinh nghiệm trong việc áp mã và quan điểm của mỗi cán bộ hải quan về áp mã HS là khác nhau. Nhưng ngay sau đó, doanh nghiệp đã tiến hành khai bổ sung, nộp thuế và phạt hành chính đầy đủ. Về phía nhà xuất khẩu, Luoyang được thành lập vào năm 1984 và đã chính thức được niêm yết trên sàn chứng khoán Thâm Quyến vào năm 2006.
Sản phẩm chính của Lui Ang là những vật liệu tiết kiệm năng lượng như sợi gốm, sợi alumin, sợi hòa tan, sợi ba gian. Đây là một doanh nghiệp công nghệ cao, chủ chốt trong chương trình ngọn đuốc quốc gia của Trung Quốc, đóng vai trò nòng cốt trong công cuộc công nghiệp hóa vật liệu mới quốc gia. Với gần 40 năm kinh nghiệm của mình, Lui Ang đã có quy mô, công nghệ, sự đa dạng về sản phẩm và luôn đứng ở những vị trí dẫn đầu trong ngành công nghiệp chế tạo vật liệu tiết kiệm năng lượng Trung Quốc liên tục suốt 20 năm, đồng thời cũng là một trong ba doanh nghiệp sản xuất sợi gốm lớn nhất trên thế giới. Tiếp theo, chúng ta sẽ cùng nhau hiểu rõ hơn về đối tượng hàng hóa được thực hiện khai báo trong lô hàng này. Về đối tượng hàng hóa khai báo, công ty trách nhiệm hữu hạn Vĩnh Hưng Vĩnh Phúc nhập khẩu trực tiếp bông sợi gốm dùng trong sản xuất gạch ceramic, hàng mới 100% từ công ty Lui Ang Energy Saving Materials Nghi Nguyên, Sơn Đông, Trung Quốc. Bông sợi gốm ceramic hay còn gọi là ceramic fiber, có thành phần cơ bản là alumino silic dioxide, hợp chất của silic dưới sợi sa thạch hoặc thạch anh. Bông gốm được tạo ra để phục vụ cho các dự án cách nhiệt cực nóng, ngọn lửa trực tiếp lên đến 1800 độ C, là sản phẩm được làm từ sợi gốm, có khả năng cách nhiệt cao lên tới 1200 độ C. Lô hàng bao gồm 3 dòng mặt hàng chính là bông tấm cách nhiệt, bông cuộn chịu nhiệt và bông rối chịu nhiệt, nhưng có 7 loại mặt hàng với cách thông số kỹ thuật khác nhau. Bông rối chịu nhiệt được sản xuất từ alumino silica có độ tinh khiết cao thông qua việc kéo sợi hoặc thổi. Mặt hàng đóng vai trò là nền cho các sản phẩm sợi như chăn, bìa, giấy và các sản phẩm tạo chân không khác. Bông tấm cách nhiệt được sản xuất theo quy trình tạo ướt, sử dụng chất kết dính và sợi gốm. Sản phẩm được cắt theo các loại kích thước cố định có sẵn vô cùng chắc chắn, chịu nhiệt cao và đàn hồi tốt để cách nhiệt, chống rung, bao gồm các loại như chúng tôi đã liệt kê dưới đây. Bông cuộn chịu nhiệt có độ bền cao, đàn hồi tốt, chống rách cả trước và sau khi gia tăng nhiệt độ, vô cơ, ở dạng cuộn nhằm đáp ứng nhu cầu sử dụng linh hoạt các loại kích cỡ theo ý muốn của khách hàng. Bao gồm 2 loại mặt hàng được công ty Vĩnh Hưng Vĩnh Phúc nhập khẩu như sau. Tổng giá trị hóa đơn của lô hàng này là 25.541,2 USD, trong đó giá trị hàng hóa là 23.541,2 USD và phí vận tải đường biển là 2.000 USD. Về hình thức, lô hàng có mã loại hình trong tờ khai hải quan là A1124. Theo quyết định số 1357 ngày 18 tháng 5 năm 2021 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan, có nghĩa là công ty Vĩnh Hưng Vĩnh Phúc nhập khẩu lô hàng nhằm mục đích kinh doanh tiêu dùng, vận chuyển bằng container và đi đường biển. Và đây là loại hình giao dịch giữa tổ chức với tổ chức. Về vận chuyển bông sợi gốm, đây là mặt hàng được xét vào hàng nhẹ, vì thế thông thường vận chuyển thì lựa chọn container 40 feet để đóng hàng này. Một container 40 feet đóng được khoảng 5 đến 10 tấn bông khoáng với thể tích 68 cm. Đối với lô hàng này, hàng hóa được đóng 1019 kiện hàng, được xếp trong 3 container 40 feet với số lượng kiện mỗi container lần lượt là 503 kiện, 230 kiện và 286 kiện. Tổng trọng lượng tịnh của hàng hóa là 20.180 kg và có số khối là 180 cm. Với tỷ lệ chuyển đổi ở phương thức vận tải đường biển, 1 cbm tương đương 1.000 kg thì chúng ta có thể thấy rằng đây là mặt hàng nhẹ, chiếm nhiều diện tích. Vậy khi nhập khẩu mặt hàng sợi bông gốm này, doanh nghiệp Việt Nam cần chú ý tới những chính sách mặt hàng nào? Và doanh nghiệp có phải tuân thủ những quy định hay cần đến giấy phép nhập khẩu không? Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu trong phần 3, các chính sách mặt hàng này nhé! Đầu tiên, tấm cách nhiệt thuộc quản lý chuyên ngành của Bộ Giao thông Vận tải. Theo đó, tấm cách nhiệt khi nhập khẩu phải làm chứng nhận hoặc công bố hợp chuẩn hợp quy trước khi thông quan và trước khi đưa ra thị trường. Tiếp theo, về chính sách nhập khẩu bông khoáng. Theo Nghị định 69 quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý Ngoại thương, thì mặt hàng bông khoáng không thuộc diện hàng hóa cấm xuất nhập khẩu. Cùng với đó, theo Điều 7 của Nghị định này mặt hàng bông khoáng cách nhiệt cũng không thuộc diện hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu theo giấy phép, theo điều kiện. Theo quyết định 1182 về việc ban hành danh mục các mặt hàng nhập khẩu, kèm theo mã HS, thực hiện kiểm tra chuyên ngành thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công Thương, thì mặt hàng bông khoáng không thuộc danh mục các mặt hàng kiểm tra chuyên ngành về chất lượng sản phẩm hàng hóa. Và theo thông tư 15 ngày 15 tháng 9 năm 2014 của Bộ Xây dựng, thì mặt hàng bông khoáng cũng không thuộc diện phải kiểm tra chứng nhận hợp quy các sản phẩm hàng hóa nhập khẩu trước khi thông quan. Tóm lại, mặt hàng bông khoáng tiến hành làm thủ tục nhập khẩu bình thường. Thông tư số 41 ban hành ngày 30 tháng 7 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải quy định về danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý nhà nước của Bộ Giao thông Vận tải. Mặt hàng bông khoáng thuộc danh mục sản phẩm hàng hóa thuộc phụ lục 2 ban hành, kèm theo thông tư này áp dụng nguyên tắc sau: đối với sản phẩm, hàng hóa nhập khẩu phải chứng nhận hoặc công bố phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia tương ứng. Trong trường hợp này, doanh nghiệp đã có đủ bộ chứng từ bao gồm chứng nhận phẩm chất hàng hóa đi kèm từ phía người xuất khẩu công ty Lui Ang Trung Quốc. Thời điểm tiến hành làm thủ tục kiểm tra và cung cấp giấy chứng nhận được thực hiện sau khi thông quan và trước khi đưa ra thị trường. Bên cạnh đó, mặt hàng bông khoáng cách nhiệt không có quy định về việc dán nhãn năng lượng, nhưng phải tuân thủ theo quy định nhãn mác hàng hóa bao gồm những nội dung sau. Thứ nhất là tên hàng hóa. Thứ hai là tên và địa chỉ của tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm về hàng hóa. Thứ ba, xuất xứ hàng hóa. Thứ bốn là model, mã hàng hóa, nếu có. Và cuối cùng là các nội dung khác tùy theo từng loại hàng hóa. Về mã HS code của hàng hóa, 7 loại mặt hàng trong lô hàng đều được áp mã HS đại diện tờ khai là 6806, mã HS hàng hóa là 6806100, theo biểu thuế 2023, mã 6806 được áp cho sợi xỉ, sợi silicate và các loại sợi khoáng tương tự, khoáng microvermiculite đã tách lớp,
đất sét chưng nở, xì bọt và các loại vật liệu quặng khoáng chưng nở tương tự, các hỗn hợp và các sản phẩm cách nhiệt, cách âm hoặc các vật liệu khoáng hấp thụ âm, trừ các sản phẩm thuộc nhóm 68.11 hoặc 68.12 hoặc chưng 69 và mã 68061000 được áp cho sợi xỉ, sợi silicat và các loại sợi khoáng tương tự, kể cả hỗn hợp của chúng ở dạng rời, dạng tấm hoặc dạng cuộn. Căn cứ vào biểu thuế 2023, với mã HS trên thì mặt hàng được hưởng mức thuế ưu đãi nhập khẩu là 5% và do nước ta tham gia vào khu vực mậu dịch tự do ASEAN Trung Quốc, ACFTA nên được hưởng thuế ưu đãi là 0%. Nếu chỉ dựa theo mô tả hàng hóa, lô hàng hoàn toàn cũng có thể áp mã 6902, áp dụng cho gạch, gạch khối, tấm lát, tiles chịu lửa và các loại vật liệu xây dựng bằng gốm chịu lửa tương tự, trừ các sản phẩm làm bằng bột silic hóa thạch hoặc đất silic tương tự, vì đây là các loại vật liệu xây dựng bằng gốm chịu lửa. Nếu áp mã này thì hàng hóa sẽ phải chịu mức thuế ưu đãi nhập khẩu là 10% và 5% đối với ACFTA. Không phải một mức thuế tốt so với mã 6806. Việc chỉ đọc qua về mô tả hàng hóa tiếng Việt trong biểu thuế, chúng ta sẽ khá phân vân và không chắc chắn về việc áp mã HS cho lô hàng này. Tuy nhiên, trong ấn phẩm chú giải HS code do Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh phát hành năm 2017 giải thích chi tiết như sau: sợi xỉ và bông len đá, ví dụ đá granite, ba gian, đá vôi hoặc dolomite thu được bằng cách nấu chảy một hoặc nhiều các thành phần này và chuyển hóa dòng chất lỏng thu được thành sợi, thường bằng quay ly tâm và làm chảy hoặc thổi luồng khí. Nhóm này cũng gồm loại sợi alumino silicate, còn được gọi là sợi gốm. Chúng được tạo hình bằng cách nấu chảy hỗn hợp nhôm axit và silic dioxide với tỷ lệ khác nhau, đôi khi bổ sung thêm một lượng nhỏ các axit khác như axit diicon, chrome hay bo, và bằng cách thổi hoặc đùn các hợp chất đã nấu chảy thành khối lượng lớn sợi. Vì vậy, việc áp mã HS 68061000 cho lô hàng này là hoàn toàn chính xác và hợp lý. Việc áp mã HS code cho mặt hàng này đã được áp theo quy tắc 2, căn cứ vào nguyên liệu hoặc chất tạo nên hàng hóa và hình dạng của sản phẩm. Về hồ sơ khai báo, thông thường, một bộ hồ sơ hải quan nhập khẩu sẽ bao gồm tờ khai hải quan nhập khẩu, hợp đồng thương mại, hóa đơn thương mại commercial invoice, phiếu đóng gói hàng hóa, packing list, vận đơn bill of lading, giấy chứng nhận xuất xứ, CO trong trường hợp người nhập khẩu muốn được hưởng thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt, và các chứng từ khác nếu có. Chúng ta sẽ cùng phân tích cụ thể bộ hồ sơ khai báo hải quan của lô hàng. Lô hàng tuy được ký kết trong hai hợp đồng vào ngày 23 tháng 11 năm 2022 và ngày 12 tháng 12 năm 2022 nhưng được giao hàng, cấp CO và khai báo hải quan trong cùng một lần. Quality Certificate được tiến hành lấy mẫu vào ngày 14 đến 15 tháng 1 năm 2023 và trả kết quả chứng nhận chất lượng vào ngày 16 đến 18 tháng 1 năm 2023 từ chính bên phía người bán, công ty Lui An. Sau đó, một hóa đơn thương mại và một phiếu đóng gói hàng hóa được Lui An lập ra vào ngày 30 tháng 1 năm 2023 với tổng giá trị hóa đơn tính theo giá ship là 25.541,2 USD. Trong đó, tổng giá trị hàng hóa là 23.541,20 USD, bao gồm 8 loại mặt hàng và 2.000 USD là cước phí vận tải đường biển. Hàng hóa được đóng trong 3 container 40 feet và onboard vào ngày 1 tháng 2 năm 2023 theo phương pháp FCL-FCL, gửi nguyên container nhận nguyên container tại cảng bốc hàng là Trinh Đao, Trung Quốc và cảng dỡ hàng là Hải Phòng, Việt Nam. Về chứng nhận xuất xứ hàng hóa, CO được cấp bởi Jinan Customs, một trong 42 phòng cấp CO của Hải quan Trung Quốc, vào ngày 3 tháng 2 năm 2023, theo form S số E23267178100628, sau khi hàng onboard 3 ngày, đúng theo điều 11 phụ lục 2 của thông tư số 36 và điều 1 thông tư số 37 ngày 10 tháng 10 năm 2011, do Bộ Công Thương đã quy định đây là mẫu CO được dùng trong hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc, theo Hiệp định Khung về Hợp tác Kinh tế Toàn diện ASEAN, Trung Quốc ACFTA. Tiêu chí 8 mặt hàng đều là Packed Product Entirely, dùng để chỉ các mặt hàng có thể được gia công sản xuất ở các nước khác, nhưng phải đảm bảo rằng nguyên liệu được nhập từ Trung Quốc và có nguồn gốc từ Trung Quốc. Hàng cập bến đến cảng Nam Đình Vũ, Hải Phòng, Việt Nam vào ngày 10 tháng 2 năm 2023 và được tiến hành làm tờ khai hải quan lúc 14 giờ cùng ngày tại Chi cục Hải quan cảng Đình Vũ, Hải Phòng. Lô hàng được phân vào luồng vàng nên cần kiểm tra chi tiết hồ sơ và được miễn kiểm tra chi tiết hàng hóa. Trong thời gian chờ đợi, hàng hóa được lưu kho tại cảng Nam Đình Vũ với mã địa điểm 03CES11. Đơn vị Chi cục Hải quan đã hoàn thành kiểm tra hồ sơ cho lô hàng vào 17 giờ 30 phút ngày 10 tháng 2 năm 2023 và cấp phép cho lô hàng vào 10 giờ sáng ngày hôm sau, tức ngày 11 tháng 2 năm 2023. Sau khi doanh nghiệp đã có tờ khai thông quan do bên hải quan gửi về thì phải in đầy đủ bộ hồ sơ để vừa nhằm mục đích lưu trữ, đối chứng, vừa là minh chứng để có thể nhận hàng với người chuyên chở bên cạnh BL. Tiếp theo, chúng ta cùng đi tìm hiểu kỹ và rõ ràng hơn về tờ khai hải quan của doanh nghiệp nhé. Hàng hóa trong quá trình phân luồng đã được phân vào mã phân loại kiểm tra là 2, luồng vàng. Đối với tờ khai luồng vàng, nhân viên hải quan sẽ kiểm tra chi tiết bộ chứng từ đã đính kèm lên hệ thống khai báo hải quan Vinac và các chứng từ gốc khác như CO, giấy phép nhập khẩu, chứng thư kiểm dịch, giấy công bố mà không cần kiểm tra thực tế hàng hóa của khách hàng. Về mặt thuận lợi, hàng hóa chỉ phải kiểm tra chi tiết hồ sơ, chứng từ giấy nhưng miễn kiểm tra chi tiết hàng hóa. Sau khi việc kiểm tra được tiến hành tại bước 2, nếu không phát hiện thêm bất kỳ vi phạm nào, quá trình thông quan sẽ chuyển tới bước 4, tương tự như luồng xanh. Ngược lại, về khó khăn, việc doanh nghiệp bị áp vào luồng vàng sẽ làm chậm thời gian thông quan hàng hóa, hạn chế sức cạnh tranh của doanh nghiệp.
Lý giải cho kết quả phân luồng hàng hóa thuộc luồng vàng cũng được chia sẻ bởi doanh nghiệp, mặc dù doanh nghiệp chưa từng có vết hay gian lận trong khai báo, tuy nhiên do có những vướng mắc trong việc áp mã HS, vì quan điểm mỗi cán bộ hải quan là khác nhau nên doanh nghiệp cũng từng một lần phải nộp phạt hành chính cho lỗi áp sai mã HS này. Đây cũng có thể coi là một trong những vướng mắc của doanh nghiệp, cho đến thời điểm hiện tại khi áp mã HS với những quan điểm khác nhau từ các cán bộ hải quan gây ra những chậm trễ trong việc khai báo và thông quan mặt hàng. Do đó, để được dễ dàng thuận tiện thông quan một cách nhanh chóng nhất có thể, doanh nghiệp ý thức được rằng cần có bộ hồ sơ hoàn chỉnh và đầy đủ, khai báo chính xác và cẩn trọng. Mã bộ phận xử lý tờ khai, không không nghĩa là tờ khai được xử lý bởi đội thủ tục hàng hóa xuất nhập khẩu. Còn nếu mang mã 01 tức là được xử lý qua đội giám sát tàu, kho bãi và kiểm soát hải quan. Mã văn bản pháp quy, MO ở đây nghĩa là hàng hóa được kê khai trong tờ khai này chưa qua sử dụng. Còn nếu đối với hàng đã qua sử dụng sẽ tiến hành khai mã CU. ASIP, USD nghĩa là giá trị hóa đơn chính là giá hóa đơn cho hàng hóa phải trả tiền. Lô hàng được giao hàng theo điều kiện ship Incoterm và được thanh toán bằng đồng tiền USD. Đơn hàng này được thanh toán bằng phương thức thanh toán KC, nghĩa là phương thức thanh toán khác bao gồm cả thanh toán bằng hình thức TT, chuyển tiền. Với mã phân loại trị giá là 6, tức là lô hàng được tính toán giá trị bằng cách áp dụng phương pháp trị giá giao dịch. Lô hàng sẽ không phải kê khai phí bảo hiểm và phí vận chuyển riêng, bởi hợp đồng được ký kết theo giá ship, tức là đã bao gồm luôn cước phí và bảo hiểm trong giá trị hàng hóa. Mã tên N tức là khoản điều chỉnh tăng thêm khác với các khoản điều chỉnh đã có quy định sẵn trong hệ thống ECUS 5 VNAC. Mã phân loại điều chỉnh trị giá là AD, nghĩa là trị giá tính thuế sẽ cộng thêm số tiền điều chỉnh với trị giá 2.000 USD. Ở trong tờ khai này, mã xác định thời hạn nộp thuế là D và người nộp thuế là 1. Điều này cho chúng ta biết được rằng, người nộp thuế chính là người nhập khẩu hoặc là người xuất khẩu, và thuế sẽ được nộp ngay lập tức. Phân loại nộp thuế hiển thị là A nghĩa là hàng hóa này, thuộc diện hàng hóa phải thanh toán, có giá trị thanh toán giữa người mua và người bán, đồng nghĩa với sau này khi kiểm tra sau thông quan bộ hồ sơ này, sẽ phải kiểm tra thêm bộ chứng từ thanh toán quốc tế qua ngân hàng. Đến với phần cuối cùng, chúng mình sẽ gửi tới các bạn những lý giải rõ nét hơn về cách tính thuế của mặt hàng sợi bông gốm này, do được hưởng mức thuế suất ưu đãi từ Hiệp định Khung về Hợp tác Kinh tế Toàn diện ASEAN, Trung Quốc ACFTA nên thuế nhập khẩu của lô hàng mang mã thuế suất C, thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt là 0%. Mặt hàng này khi đã được ký kết với các hiệp định thương mại tự do thì đa phần đều có mức thuế nhập khẩu là 0%, trừ trường hợp với hiệp định ACFTA với mức thuế nhập khẩu 5%, EVFTA và UKVFTA với mức thuế nhập khẩu là 1,6%. Căn cứ vào các luật thuế tiêu thụ đặc biệt, những quy định về thuế suất thuế chống bán phá giá, biểu thuế môi trường và không còn được giảm thuế suất thuế giá trị gia tăng xuống 8%, thì thuế suất thuế tiêu thụ đặc biệt của mặt hàng bông tấm cách nhiệt, bông cuộn chịu nhiệt, bông rối chịu nhiệt là 0%, thuế suất chống phá giá là 0%, thuế bảo vệ môi trường là 0% và mức VAT là 10%. Tổng giá trị tính thuế của lô hàng là 25.541,2 USD, trong đó 23.541,2 USD là tổng giá trị đơn hàng và 2.000 USD là cước phí vận tải đường biển. Tỷ giá USD Việt Nam đồng được áp dụng là 23.280 VND. Từ đó, ta tính được tổng giá trị tính thuế của lô hàng là 594.599.136 đồng. Sau khi đã tìm hiểu về các loại thuế suất của mặt hàng bông tấm cách nhiệt, bông cuộn chịu nhiệt, bông rối chịu nhiệt trong lô hàng, tổng tiền thuế mà công ty trách nhiệm hữu hạn Vĩnh Hưng Vĩnh Phúc phải nộp là 594.599.136 đồng nhân 10%, thuế VAT là 59.459.914 đồng. Trên đây là những chia sẻ và phân tích của chúng tôi về quy trình khai báo hải quan, thực tế cho lô hàng nhập khẩu bông sợi gốm dùng trong sản xuất gạch ceramic của công ty trách nhiệm hữu hạn Vĩnh Hưng. Hy vọng qua video ngắn này, các bạn đã bỏ túi được cho mình nhiều kiến thức hữu ích và đầy tính thực tiễn để tham khảo về quy trình nhập khẩu hàng hóa nói chung và quy trình nhập khẩu mặt hàng bông sợi gốm nói riêng ở Việt Nam. Nếu video này đem đến cho bạn những kiến thức thú vị, vậy thì hãy like, subscribe và comment để chúng mình có thêm động lực tạo ra những video hấp dẫn và bổ ích hơn nhé. Hẹn gặp các bạn ở những video tiếp theo.